anh chị, Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm của cô Tư. Cô bác anh chị có thể thấy ở hai bên đường thì rất là nhiều các cô chú đang ngồi để đợi lãnh cơm. Hôm nay là ngày 24 tháng 12 năm 2021 và món quà ngày hôm nay của nhóm từ thiện Phước Hải ở Úc Châu có ủng hộ cái số tiền là 12 triệu để nấu ăn. Thì ngày hôm nay là bếp cơm sẽ phát cái số lượng là khoảng 300 suất ăn. Thì một suất ăn ngày hôm nay sẽ gồm có là một chai nước suối number one, một trái chuối chín vàng. Cái trái chuối này các bạn nhìn cũng bự như là cái chai nước suối luôn. Một phần cơm, cơm gà, canh rau củ quả thập cẩm và một ổ bánh mì. Đây là bánh mì chay nha các bạn, bánh mì nhân dừa. Đây, trước giờ phát cơm thì các cô chú ngồi đợi để chuẩn bị lãnh. Đây, mình sẽ quay lớn lên để cô chú anh chị chúng ta coi. Rồi bây giờ các tình nguyện viên sẽ mời các cô bác đứng dậy để chuẩn bị nhận cơm. Đây, những ai đang đứng dậy đây là sẽ tiến tới để lãnh cơm này các bạn này. Có cả những người khó di chuyển. Mỗi người sẽ nhận là một chai nước, một trái chuối, một hộp cơm, một ổ bánh mì. Dạ rồi, mời các cô ạ, mời các cô bác nhận dùm con. Dạ rồi, mời các cô bác lãnh đi ạ. Rồi, mời các cô bác. Dạ, dạ. Cảm ơn anh tài trợ nha. Dạ rồi. Món quà này của nhóm từ thiện Phước Hải ở Úc Châu, các cô chú còn gửi thêm 10 triệu nữa để giúp bên máy ấm Du Xe Gia Lai. Cô Tư cho biết là cái số lượng bánh mì ngày hôm nay cỡ khoảng 350 ổ, do có một số nhà hảo tâm ẩn danh giấu tên, thỉnh thoảng thì cũng có gửi, lúc thì gửi 200, 500, gửi chút đó, thì gom lại để có thêm những các cái suất ăn chia sẻ với bà con. Thank you.
Đây, chú Kỳ thì nhắc nhở các cô chú là nhận cho đủ cái phần ăn để tránh trường hợp là phải đi nhiều lần. Ở đây các bạn thì có tới là khoảng trên 80% là các cô chú lớn tuổi mất sức lao động và những người đi nuôi bệnh khó khăn ở bệnh viện. Cũng có một vài các cái trường hợp, ví dụ như là những em mà, dạ cảm ơn chị, cô bác anh chị nhìn là những người mà tuy khỏe mạnh nhưng mà mấy em đó là cũng lang thang bụi đời, rồi chuyển giới này nọ nên là các em cũng sống ở ngoài công viên. Thì thôi, các cô chú, anh chị ở nhà hảo tâm cùng khán giả cũng thông cảm. Người ta đã có lòng tới để xếp hàng đợi để lãnh cơm, chấp nhận chờ nhiều giờ đồng hồ. Thì cái cuộc sống của họ cũng có cái sự khó khăn nhất định nên là họ mới tới lãnh. Thì cứ ai mà... Dạ mời các cô bác, cứ ai xếp hàng thì mình phát thôi. Đây có người quên không nhận bánh mì này. Chú sẽ quay lại. Nhiều người nói rằng là chú Kỳ thì không nên nhắc, nhưng mà cũng phải nhắc nhở là cho bà con cô bác, thứ nhất là có cái thứ tự trật tự, cái thứ hai là mỗi thứ nhận một phần để nhường cho những cái người tới sau. Dạ, cảm ơn chú. Rất nhiều thức ăn luôn. Đây thưa cô chú anh chị là hàng người thì còn rất dài, xếp hàng dài ra tới tận khúc ngã tư ở cả hai bên đường. Đây cô chú anh chị nhìn này, đó. Còn đứng rất là dài. Ở đây thì có nhiều người là từ trong bệnh viện, các cô chú mà mặc áo vàng này là đi nuôi bệnh. Thường những người mà đi nuôi bệnh đó là đa số là người nhà bệnh cũng là cái bệnh hiểm nghèo, tức là mắc những cái bệnh nặng và phải điều trị lâu dài. Nên khi mà ở lại bệnh viện ở đây thì phải trả rất là nhiều những các cái khoản chi phí. Và những cái bữa cơm như thế này thì sẽ giúp các cô chú bớt đi một phần khó khăn và để dành cái tiền để chữa bệnh cho người nhà. Dạ cảm ơn cô.
Rồi, mời các cô chú. Dạ rồi, dạ cảm ơn anh ạ, mời anh nhận đi ạ. Cảm ơn đại trợ, cảm ơn cô tư. Rồi, mời các cô chú. Dạ rồi. Lấy cho đủ 4 phần đi, đừng tránh trường hợp quay đi quay lại. Đây có bà cụ này thì lớn tuổi mà chân thì yếu, đi thì lết lết nên là bà thì được ưu tiên nha các bạn. Do bà lớn tuổi rồi, cũng sấp xỉ đâu 80 tuổi thì cũng có ưu tiên cho bà, bởi vì bà nói rằng bà tới sớm thì nó đau chân, vẫn đi đạp xe được. Rồi, cảm ơn bà. Cùng nào cũng có, hôm nay cũng là Noel. Nay Noel. Dạ. Rất cảm ơn ha, cùng nào cũng rất vâng. Châu đáo. Rồi chúc bà Giáng sinh an lành nhá. Dạ. Bà người Hoa đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Bà nói câu chúc Giáng sinh an lành bằng tiếng Hoa thế nào? À, chúc Giáng sinh an lành. Không, chúc bằng tiếng Hoa ấy. Chúng ta phải lọt. À. Dạ rồi, cảm ơn bà, chúc bà ngon miệng. Dạ rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn các cô bác. Mời các cô bác lánh chúc cô bác ăn Giáng sinh vui vẻ nhá. Đẩy xe lên trên đi chú. Dạ rồi rồi, mời các cô chú nhận đi ạ. Dạ. Bánh mì lấy đi, lấy cho đủ em ơi. Rồi nhận đi em. Cô bác mình nhớ lánh đủ 4 món nhá, ăn cho đầy đủ, quay đi quay lại rồi em mất công. Rồi nhận bánh mì đi nữa chị. Rồi nhận cho đủ. Dạ nhận đi chị anh. Dạ. Vé số đi lên trên này đi chú ơi, lên trên này rồi có người mang ra. Em ơi em, nếu em xếp hàng đi, bây giờ còn 400 người đợi nữa. Chia sẻ. Ai cũng lấy nhiều quá thì cái người từ tới sau không có. Cảm ơn nhiều. Dạ vâng, mời các anh chị, mời các cô chú nhận đi ạ. Thực ra thì cái này thì cũng muốn là để dành chia sẻ mỗi người một suất ăn. Còn nếu như mà cô ơi xếp hàng giùm cô. Xếp hàng chị ơi, xếp hàng chị ơi.
cô bác mình lãnh thì cứ xếp hàng dùm đi ạ, cho có thứ tự. Vâng ạ, cô bác lãnh thì cứ xếp hàng trật tự dùm con, ai cũng có. Dạ rồi, mời các cô chú. Cô bác lãnh cơm cứ đứng cuối hàng dùm nhá, ra sau đứng cuối hàng dùm đi. Không xin cho ai hết. Ờ. Hồn ai nấy giữ đi. Lấy cơm lấy bánh mì đi, mỗi người một phần em ơi. Đây là chia sẻ yêu thương, mỗi người một phần. Đây, dưới này bánh mì. Em đi nhận lần đầu à? À lần sau mỗi lần lấy một món nha. Chen ngang nữa. Đúng là cô này chen ngang này bị quần chúng nhân dân phát hiện. Mặc một cái áo rất là đẹp. Chỉ có mỗi là tính nết là chưa có đẹp thôi. Còn chen trước cả những người già, người lớn tuổi. Cô bác ơi, mỗi người mình nhận một phần nhá, mỗi người nhận một món thôi. Mỗi người nhận một món để dành cho người tới sau. Rồi, cảm ơn chú. Dạ. Cơm mặn đây cô, cơm mặn đây cô. Cơm mặn mỗi người một món một phần thôi ạ. Giống nhau cô bác ơi, mình đừng có lựa, để cho người sau còn nhận. Rồi, có Việt Kiều nào hỏi thăm chưa? Chưa. Dạ, rồi thôi đi đi chị. Rồi, một lần nữa thì Tuấn Di xin cảm ơn nhóm từ thiện Phước Hải ở Úc Châu đã tài trợ cho chương trình này. Rất là cảm ơn các quý nhà hảo tâm. Cảm ơn. Dạ, đã giàu lòng nhân ái ủng hộ thêm để có những cái suất ăn giúp cô bác mỗi ngày. Rồi, mời các cô chú. Rồi, nhận đi chị. Vâng. Dạ, mời các cô bác. Cảm ơn.
Thank you.